tiên tri tiết lộ, đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, bất ngờ được thần tài ban cho lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, giàu có hơn người. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý vị khán thính giả thân thương đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, quý vị thân mến, sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm, chúng ta ai cũng mong muốn công danh, sự nghiệp thành đạt, cuộc sống hạnh phúc, sung túc, nhưng thực tế cuộc sống vật chất đầy đủ, vẫn luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Và theo luận giải mới nhất về tử vi 12 con giáp thấy rằng, quý bản mệnh tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, khi bước sang tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, bao nhiêu cố gắng vất vả trước đây sẽ được đền đáp, vàng song chói lóa, làm một hưởng 10, may mắn ngập đầu, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang. Vậy, vận trình trong tháng 9 của bản mệnh Bính Thìn sẽ diễn ra như thế nào? Những may mắn mà bản mệnh sẽ nhận được là gì? Làm sao để trở nên giàu có? Thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng điểm qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 nhé. Bính Thìn có đầy đủ hai tính chất của thiên can Bính là cương trực, thanh cao, phát huy mọi sở trường khi đắc thế, có tài nhưng thiếu đất để dụng võ ít gặp thời. Phán đoán công việc rất hay, nặng phần lý thuyết, nhưng khi bắt tay vào việc thường hay do dự, nên đôi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, gặp thời biến hóa như rồng, biết thu mình khi chưa gặp vận. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh, Bính thì tính nóng như lửa, song lại đâu vào đấy, con người bộc trực, lời nói thẳng ngay, bốc chát, cương cường, nôn nóng. Họ là người thích hoạt động, đứng can Bính nên sống xa quê quán sẽ tốt hơn, người tuổi này được hưởng thừa kế từ ông bà cha mẹ. Về sau trung niên mới giàu có, tuổi thành niên phải lao động, nhưng ít bị tai nạn, có bị cũng sẽ qua khỏi. Bính Thìn sẽ được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, người tuổi Bính Thìn thường là những người có phần hơi phiến diện, võ đoán đòi hỏi cao, kiêu ngạo và thẳng thắn. Họ kiên trì bền bỉ, là chỗ dựa vững chắc cho người khác và không thích ngồi lê đôi mách, đạo đức giả. Người Bính Thìn có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những người có say mê quyền lực và khá ngông cuồng, kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có tánh xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Nhưng thì nhìn chung thì những người Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như là tình yêu. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả, cả cuộc đời sẽ không phải cần lo về cơm ăn áo mặc, hạnh phúc vun đầy, tuy nhiên họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc. Cuộc đời những người sinh năm Bính Thìn rất đáng để được người khác ngưỡng mộ và mơ ước, tuy không phải sống một cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Những người này hữu phúc đức lớn nên cơ nghiệp được hưởng khá lâu bền. Tóm lại, cuộc đời Bính Thìn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển cơ ngơi sự nghiệp và thành danh. Những thành công rõ nét và chắc chắn nhất giúp bạn đứng trên đỉnh cao vinh quang thường xuất hiện vào thời điểm khi bạn bước vào tuổi 30 trở đi, mặc dù trước đó có rất nhiều cơ hội đến với bạn. Tuy nhiên công danh, sự nghiệp cũng không lên cao lắm mà chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, nhưng cũng đủ để bạn có thể sống một cuộc đời dư giả, vui vẻ mà không lo nghĩ gì về tiền bạc cả. Tiếp theo là tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Thìn 1976. Tử vi tháng 9 năm 2023, Bính Thìn âm lịch chỉ ra rằng chính cách phản ứng với sự cố một cách khôn ngoan và bình tĩnh, nên không có vấn đề gì ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn trong tháng mới này cả. Sang tháng 9 âm lịch, bản mệnh lâm tượng nhị hợp thái tuế, vận trình vẫn đang trên đà thuận lợi, tiến trình công việc diễn ra suôn sẻ, làm việc có đầu có cuối, nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn và tìm cách hãm hại. Tuy nhiên, vận quý nhân khá vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng. Vận trình tài lộc duy trì ở mức ổn định, các khoản thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy một khoản tiền khá lớn để dùng cho tương lai.
Có điều cẩn thận với tiểu hao hung tinh có thể bị đánh rơi hay mất tiền của. Tình cảm lứa đôi có tiến triển theo hướng tích cực, người độc thân từng có nỗi đau tình cảm trong quá khứ, có cơ hội tìm được tình yêu mới, gia đạo yên ổn, có tin vui về chuyện con cái. Tinh thần bính thìn phấn khởi là yếu tố quan trọng nhất giúp sức khỏe ổn định, có điều chú ý sử dụng dao kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng cẩn trọng kẻo gặp họa hình thương. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát về tuổi bính thìn thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo lịch vạn niên, đây là thời điểm đầu năm, đồng thời cũng là lúc để cho tuổi thìn gặt hái thành quả xứng đáng trong sự nghiệp, sau bao tháng ngày nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi. Được quý nhân tam hợp nâng đỡ, công việc trong tháng tiến hành suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt, hầu như chỉ cần làm theo kế hoạch là bạn đã có được kết quả lý tưởng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Vận khí hanh thông giúp tinh thần làm việc của bính thìn thêm hăng say, nhiệt huyết, vì thế mà mưu sự càng dễ thành, có thể tính toán chuyện lớn, mạo hiểm một chút cũng không thành vấn đề. Đường quan lộ đang thênh thang rộng mở, chào đón những ai thực sự cầu thị và có chí tiến thủ, dù là nhân viên bình thường. Hai người đã có chức vụ trong tay, chỉ cần bạn thực sự mong muốn và phấn đấu, con đường thăng tiến ngày thêm thuận lợi. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng, vì chỉ một vài khó khăn trước mắt, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn vượng, đủ sức để đối phó với tiểu nhân, không cần phải quá lo lắng với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân. Tuổi bính thìn có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi với tỷ lệ thành công cao. Trong tập thể, hãy mạnh dạn thể hiện năng lực bản thân, tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để tạo thêm bước đà thăng tiến cho mình. Có điều, trong tháng nguyệt lệnh lâm suy, lại có bạch hổ hung tinh rình rập, vẫn có kẻ thích ném đá đồng đội. Vì ghen ăn tức ở, tuổi bính thìn nên bỏ ngoài tai, tập trung vào việc của mình rồi thị phi sẽ qua. Về mặt tài lộc, theo tử vi năm 2023, nhìn chung tháng này chính tài vẫn ổn định, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn là từ công việc hiện tại của bạn. Thứ tài tăng lên đôi chút, lợi cho các công việc kiêm nhiệm hay dự án đầu tư nếu có thể thu xếp thời gian hợp lý. Bản mệnh có thể kiêm nhiệm thêm các việc ngoài luồng, thu nhập cũng không tồi. Tuy nhiên, cần phân biệt việc chính và phụ, đừng để hiệu suất công việc bị giảm sút. Vì thế, thời điểm này bản mệnh nên tập trung phát triển, mở rộng công việc chính hơn là ôm đồm những việc ngoài luồng, hiệu quả không cao mà thu nhập cũng không tăng được là bao. Nếu sắp xếp thời gian hợp lý, bính thìn nên nâng cao kỹ năng chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc trong tương lai, chờ khi cơ hội tới là có thể tiến hành nhanh chóng. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng khoa học, tránh tình trạng nay lãi, mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Bản mệnh nên tránh xa những hạng mục đầu tư mang tính mạo hiểm, có tiền rảnh rỗi có thể đầu tư, nên chọn dự án mang tính an toàn, lợi ích nhưng mà đổi lại ít rủi ro. Về phương diện tình cảm, tử vi tháng 9 âm tuổi bính thìn, không lý tưởng về phương diện tình cảm, giữa các cặp đôi phát sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột, sự hoài nghi, khiến không khí gia đình căng thẳng. Khoảng cách giữa các thế hệ trong một gia đình ngày càng lớn, điều đó khiến cho mọi thành viên trong nhà đều áp lực, thậm chí không muốn trò chuyện, chia sẻ ngay với người thân thiết nhất. Người độc thân tuy vượng đào hoa, nhưng phần lớn là đào hoa dữ, vì thế mà các mối quan hệ vừa mới bắt đầu đã vội chấm dứt, hoặc đẩy bạn đã rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không, hoặc giả luôn trong tình trạng ế bền vững. Xem phi tinh tháng, có nhất bạch chủ đào hoa bay vào hướng đông nam, gặp lục bạch cát tinh, đây được coi là phương vị vượng đào hoa trong tháng. Tại khu vực này, người tuổi bính thìn nên tăng cường đặt cây xanh hoặc là lọ hoa tươi để thúc đẩy đào hoa, tăng cường nhân duyên giúp gia đạo yên ổn, tình duyên thuận lợi. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng cho biết thìn thổ khá vững vàng trong mùa, tuy nhiên tháng này đi xa không có lợi, dễ gặp trục trặc. Sự cố bất ngờ về sức khỏe như nguy cơ, ngộ độc thực phẩm, ăn uống không hợp khẩu vị, thời tiết nóng lạnh đột ngột. Ngoài ra, tháng có bạch hổ hung tinh ảnh hưởng, tuổi bính thìn đi đứng cẩn thận, kẻo gặp tai nạn bất ngờ hoặc bị té ngã dẫn đến chấn thương chảy máu. Nhằm tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực và khả năng chống lại bệnh tật, bản mệnh lưu ý một vài nguyên tắc dưỡng sinh.
trong đó nên ưu tiên nạp vào cơ thể những thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng phong phú cũng như cung cấp nhiệt lượng đủ đầy. Theo Đông y, vào thời gian này nên tàng tinh dưỡng âm tiềm dương, cho nên đây là thời điểm phù hợp cho việc bồi bổ giúp kiện cường thân thể. Nên bổ sung việc thực phẩm có tính ôn nhiệt, giúp trợ giúp dương khí của cơ thể như thịt dê, thịt cừu, thịt gà, chim câu, cá thu, hạnh nhân, hẹ, gừng. Dưới đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 9 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Bính Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Bính Thìn may mắn được sao Thái Dương chiếu mệnh, hứa hẹn đây sẽ là một tuần nhiều tiến triển tốt đẹp với con giáp này. Được nhiều cát tinh giúp sức, vận quý nhân của bạn cũng đang rất vượng, những khó khăn và vướng mắc trước đó dần được tháo gỡ. Bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt và xử lý vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, đây chính là nền tảng vững chắc cho lộ trình thăng tiến của bạn trong thời gian này. Được cát tinh độ mệnh, bản mệnh sẽ đón nhiều cơ hội để tự hoàn thiện bản thân, tiếp tục đổi mới và vượt qua bản thân của ngày hôm nay. Công việc nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, có thể có một số những đột phá và tiến bộ trong công việc, bạn có thể nắm bắt cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Phương diện tài chính lên xuống khá thất thường ngay từ đầu tuần, hung tinh kiếp tài xuất hiện, có thể là dấu hiệu phá tài, nên bản mệnh cần chi tiêu thận trọng, chớ vung tay quá chán. Cuối tuần bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền, nhưng phải nhanh nhẹn nắm bắt mới có thể thu được khoản tiền này để giải quyết các vấn đề đang tồn đọng. Chuyện tình cảm chưa có bước tiến nào rõ rệt, người độc thân hài lòng với cuộc sống tự do mình đang có và cũng có ý định thay đổi, trong tuần sẽ nảy sinh một vài mâu thuẫn, khiến cho khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình ngày càng lớn, điều đó khiến cho mọi thành viên trong nhà đều áp lực, thậm chí không muốn trò chuyện, chia sẻ ngay với người thân thiết. Tuần này, bản mệnh đi xa nhưng không có lợi, dễ gặp trục trặc, sự cố bất ngờ về sức khỏe như nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ăn uống không hợp khẩu vị, thời tiết nóng lạnh đột ngột nên chú ý đề phòng. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Dậu, Ý, tiểu nhân Mão, Tuất. Màu sắc may mắn đen, vàng. Con số phát tài 12, 36, 89. Tử vi tuần 2, tuổi Bính Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Đây sẽ là một tuần khá khó khăn với tuổi Bính Thìn khi Bạch Hổ hung tinh án ngữ, đường công danh, sự nghiệp của con giáp này đứng trước nhiều thử thách. Ngay từ những ngày đầu tuần, khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía, khiến con giáp này một phen vất vả, hao tốn không ít công sức mới có thể hoàn thiện nhiệm vụ. Hơn nữa, tinh thần làm việc của Bính Thìn cũng khá thấp, có lẽ thời gian thảnh thơi trước đó làm bạn mà chưa thể bắt nhịp kịp. Với công việc làm việc khiến tiến độ công việc không như dự kiến, bạn nên chấn chỉnh lại thái độ để không ảnh hưởng đến tập thể. Tài lộc nhìn chung vẫn khá dồi dào ở thời điểm này, nhưng kiếm được tiền không dễ dàng, bản mệnh sẽ phải vất vả mới có được tiền trong tay, chứ chẳng thể ngồi mát ăn bát vàng được. Kinh doanh, buôn bán, càng về cuối tuần thì vận trình càng lên, buôn may bán đắt, doanh thu khả quan hơn đầu tuần, may mắn là tình duyên như ý, các cặp đôi đã biết thấu hiểu và sẻ chia với nhau nhiều hơn. Mối quan hệ thêm khăng khít và bền chặt hơn, ngay cả những cặp đôi rạn nứt cũng nhanh chóng hòa giải về lại bên nhau, bản mệnh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có. Sức khỏe trong tuần có cải thiện hơn, không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, tuy bản mệnh vẫn nên để ý tới chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Thìn, Thân, tiểu nhân Tuất, Sửu. Màu sắc may mắn hồng, xanh lá. Con số phát tài 22, 60, 30. Tử vi tuần 3, tuổi Bính Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Tuần này, Bính Thìn sẽ đón nhận nhiều tin vui, nên làm việc gì cũng năng động và nhiệt tình hơn. Cuộc sống của bạn có những thay đổi tích cực và những tin tức mới mẻ cũng sẽ theo đó mà đến. Vận trình sự nghiệp tuần này tương đối ổn định và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, những người Bính Thìn chớ nên để bản thân trong cảm giác thoải mái này quá lâu. Kẻo bạn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu và trở nên thụt lùi. Hãy luôn đốc thúc bản thân tiến về phía trước. Đáng mừng hơn, bản mệnh này còn giúp may mắn trong hoạt động kinh doanh, nếu có mục tiêu phấn đấu thì cứ mạnh dạn triển khai, bạn sẽ được quý nhân ở bên cạnh ủng hộ hết mình. Dù vậy, bạn cũng nên chú ý tiêu dùng hợp lý, những người bạn sinh năm Rồng có thể học thêm các kiến thức về đầu tư, hiểu rõ nguyên tắc của thị trường, nâng cao tỷ lệ đầu tư thành công cũng tức là tăng cường tích lũy tài sản cho tương lai. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Ý, Hợi, tiểu nhân Mão, Tuất. Màu sắc may mắn đỏ, trắng.
con số phát tài 22 08 96. Tử vi tuần 4, tuổi Bính Thìn, tháng 9 âm lịch 2023. Công việc của bạn đang diễn ra rất thuận lợi, nhờ chính quan hậu thuẫn, bản mệnh có được sự dứt khoát, quyết đoán để đưa ra những lựa chọn sáng suốt đúng đắn và kết quả mang lại là minh chứng rõ ràng. Những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ qua đi, vì vậy bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, phương diện tài lộc càng về cuối tuần càng có dấu hiệu đi xuống, con giáp này cần phải cân đối lại tài chính của mình. Hạn chế chi tiêu phung phí mà dễ rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần, hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng chi tiết để đảm bảo cho tương lai sau này. Được thái âm che chở, tuần này được dự báo là một tuần vượng duyên với Bính Thìn, những cặp đôi cũng sẽ có khoảng thời gian lãng mạn và ngọt ngào bên nhau, những mâu thuẫn xung đột trước kia cũng nhanh chóng được giải quyết một cách nhanh chóng và êm đẹp, tình cảm cũng ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt hơn, cũng tạo ra động lực để cả hai ngày càng tốt hơn. Sức khỏe hơi đáng ngại, các bệnh về dạ dày hoành hành, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, mất ngủ. Bính Thìn ngoài việc sinh hoạt điều độ, thì nên đi khám bác sĩ để chẩn đoán đúng bệnh, kê đúng đơn thuốc, tránh tình hình ngày càng xấu đi rất nguy hiểm. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, ý, tiểu nhân, tuất, sửu. Màu sắc may mắn, trắng, xanh dương. Con số phát tài, 26, 89, 08. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, biết đủ là gia tài lớn nhất, vì khi đó ta mới chút bỏ những gánh nặng không cần thiết, tự tin thực hiện đam mê của mình và dễ dàng gặt hái thành công. Câu chuyện cuộc sống của người biết đủ. Một vị thiên sứ trên đường đi truyền tin đã tranh thủ chợp mắt ở một nơi thanh vắng, nhưng không ngờ lúc tỉnh dậy đã bị mất đi đôi cánh. Lúc đó, thiên sứ vừa lạnh vừa đói vì không còn sức mạnh, nhưng may mắn gặp được một người chăn cừu. Chàng chăn cừu thương cho hoàn cảnh hiện tại của thiên sứ nên cho mượn quần áo và đồ ăn, anh không quên yêu cầu. Việc giúp người khác là việc nên làm, nhưng anh hiểu rằng tôi không thể cấp đồ ăn và quần áo cho anh mãi được. Nếu anh định ở đây lâu thì anh phải làm việc giúp tôi, thiên sứ đồng ý và ngày ngày chăn cừu, phải trải lông, anh thu gom lại hết những chiếc lông bị rụng và kết thành đôi cánh mới. Sau khi thiên sứ khoác đôi cánh lên người, anh lại có được sức mạnh và bay lên cao. Thiên sứ vui mừng nói, tôi có thể thực hiện ước muốn của anh. Vậy anh muốn gì? Người chăn cừu háo hức, tôi muốn có 100 con cừu. Khi vừa nói xong anh đã có thêm 100 con cừu. Thế nhưng, sau một thời gian vất vả chăm nom số cừu quá lớn, anh lại xin thiên sứ, xin anh hãy lấy đàn cừu của anh về đi, tôi giờ cần một ngôi nhà. Ngay lập tức, anh có một ngôi nhà to đẹp, nhưng sau đó anh chỉ cảm thấy cô đơn một mình trong ngôi nhà đó, nên anh lại nói với thiên sứ, tôi không cần nhà nữa, tôi muốn có một con ngựa, nhưng đến khi có ngựa, anh lại chẳng biết nên đi đâu khi anh đã quen sống chăn cừu của mình ở đây. Người chăn cừu lại nói với thiên sứ, anh hãy lấy lại mọi thứ đi, tôi giờ đây đã hiểu, khi những nguyện vọng của tôi thành hiện thực, nó không những không đem lại niềm vui như tôi tưởng. Thiên sứ nói, anh thực sự không còn mong ước gì sao, tôi còn có thể cho anh một tính cách tốt. Người chăn cừu nói, tôi đã có một tính cách tốt nhất rồi, đó chính là biết đủ, vì thế tôi không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Biết đủ là gia tài lớn nhất, không gì có thể sánh bằng. Người chăn cừu đơn giản là đại diện cho mỗi chúng ta. Kẻ luôn có tâm ham muốn từ thứ này tới thứ khác vì nghĩ rằng chúng có thể sẽ giàu có, hạnh phúc. Thế nhưng, đến khi đạt được điều mình muốn rồi, ta lại cảm thấy chán và bắt đầu lại muốn điều khác và dường như việc này không ngừng nghỉ để khỏa lấp sự trống vắng trong lòng mình. Điều này cũng tương tự như tâm lý của những đứa trẻ con khi nhận món đồ chơi chúng thích, chỉ vì được một lúc, chúng lại vòi vĩnh món đồ khác. Vì thế biết đủ là gia tài lớn nhất, vì nếu không thân ta cứ tất bật mà lòng cứ mãi lo toan, mong cầu thì làm sao có được hạnh phúc giữa biển trời, những ham muốn này chứ. Lời Phật dạy. Phật dạy về chữ tham. Lòng tham và nỗi khổ, vì tham danh lợi là vô biên, nhưng chớp mắt một cái mọi thứ cũng có thể tan như khói mây. Nếu ta cứ mãi quay cuồng trong đó, thì bao giờ cho hết khổ, vì thế, chỉ khi ta biết đủ, thân tâm mới mãi rạng ngời. Có những hạnh phúc thật giản dị, nên đừng để mãi đến khi phải đối diện với sinh tử, ta mới hiểu ra biết đủ là gia tài lớn nhất tại thời điểm đó. Danh lợi phú quý đều đã trở thành vô nghĩa cả, điều đó không có nghĩa là ta không cần theo đuổi chúng, mà phải biết theo đuổi, cũng phải biết lường sức vừa biết đủ. Ví dụ, người khác 5 năm thành công, ta chậm hơn thì 10 năm, 15 năm, điều quan trọng là bản thân ta phát triển lên từng ngày. Đừng làm việc gì quá sức, rồi chỉ chìm trong mỏi mệt, chán nản rồi bỏ cuộc, trong khi cái đích còn ở ta quá xa. Biết đủ rồi, ta mới đủ an lòng,
đủ bình tĩnh để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của cuộc đời mà ta mong muốn, biết đủ rồi mới có thể đối mặt với mọi chuyện. Bằng tâm thái điềm nhiên, biết đủ rồi mới có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm màu sắc, thêm niềm hân hoan hạnh phúc. Để có được điều đó, ta cần quan sát những cảm xúc khởi lên trong tâm mình và chiến thắng bản thân, cần bỏ đi những cố chấp, buông xuống những oán giận. Thay vào đó, hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, thêm tình cảm chân thành, có như vậy mới khiến cho cuộc đời ngập tràn ánh mặt trời. Hầu hết chúng ta sống trong phúc mà không biết phúc, chỉ ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, thậm chí sinh tâm đố kỵ với người ta. Nguyên nhân cũng vì đứng núi này, trông núi nọ, lòng tham quá nặng, dục vọng quá lớn mà nên, tuy mỗi người có cách sống khác nhau, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc khác nhau, nhưng điều cần có trước tiên vẫn là một tâm thái biết đủ, thường tự cảm thấy an vui, không biết đủ là tự hại chính mình. Bất hạnh thường bắt nguồn từ bản thân mình, phiền não thường khởi đầu từ so sánh, hạnh phúc vốn không khó, điều khó nhất là ở cặp mắt có nhận ra hạnh phúc hay không. Những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi trong cuộc sống này, nghĩ kỹ lại có chuyện nào không phải hạnh phúc, kỳ thực. Hạnh phúc chính là đạt được một cách thản nhiên, hạnh phúc chính là cảm giác của tự mình, chỉ cần ta biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn ở bên. Người xưa nói, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được nhưng cũng không muốn nhả ra. Rốt cuộc là tự hành hạ chính mình, khi chưa đạt được điều gì mình muốn, tâm trạng sẽ xấu đi, thì mọi thứ đều là mớ bòng bong. Có người thua cuộc, thường không phải thua bởi người khác, mà là thua bởi cảm xúc của tự mình, tâm trạng xấu. Không chỉ làm giảm mất hình tượng của mình, còn giảm thấp năng lực của tự thân, khuấy đảo tư duy, ảnh hưởng nặng nề đến tiếng tăm của mình. Con người, điều đáng sợ nhất ấy là không biết đủ, vì khi đó không khác gì bà vợ tham lam trong chuyện, ông lão đánh cá và con cá vàng. Lòng tham không kiểm soát thì cuối cùng lại chẳng còn lại gì, lòng càng đơn giản, mọi chuyện cũng theo đó mà trở nên đơn giản. Mọi chuyện đơn giản rồi, cuộc sống cũng sẽ đơn giản theo, nhà có rộng lớn thênh thang, thì đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, đồ ăn đồ uống có nhiều đến cỡ nào, thì ngày ăn cũng chẳng quá 3 bữa, con nước lớn dẫu dâng trào cuồn cuộn, bạn không thể lấy hết được, cũng không thể dùng hết được, bởi điều thực sự thuộc về bạn chỉ là một gáo nước mà thôi. Cuộc đời giảm bớt tham lam, thêm phần biết đủ, giảm thiểu dục vọng thêm phần thanh bạch, hạnh phúc nhất định sẽ luôn ở bên. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.